Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn chỉ nhìn thấy tôi có hai rủi ro ở hai bên. Và đấy là việc mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về rau. Rau có rất nhiều loại để dùng làm rau trong bữa ăn hàng ngày của chúng ta, gồm có rau lá, rau củ và rau quả. Và như ông bà chúng ta thường nói, ăn không rau, ốm đau không thuốc. Rau củ quả là rất quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Mặc dù là năng lượng từ rau củ quả rất thấp, nhưng rau củ quả là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất rất dồi dào cho cơ thể. Và chính vì cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất, cho nên là rau củ quả có tác dụng là phòng chống các cái chất oxy hóa gây hại cho cơ thể, có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Ngoài ra, trong rau lại có rất nhiều chất xơ, và chất xơ này sẽ giúp cho đào thải được các cái cholesterol xấu. Nó giống như là cái chổi để mà quét các cái cặn bã trong cơ thể, trong đường tiêu hóa của chúng ta, cũng giúp cho cái việc mà giảm cân an toàn và hiệu quả. Rất là nhiều các cái tác dụng từ rau. Và cái nguồn rau của chúng ta nó yêu cầu rằng là mỗi người, không phải là chúng ta chỉ có ăn, cứ nghĩ là ăn rau gì cũng được. Nếu như chúng ta ăn một cái khẩu phần rau đa dạng các loại, càng đa dạng các loại màu sắc bao nhiêu thì chúng ta càng nhận được nhiều các cái dưỡng chất bấy nhiêu. Và rau cũng phải đảm bảo được cái vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm, tức là rau được trồng hữu cơ hoặc là không sử dụng các cái hóa chất cũng như là thuốc bảo vệ thực vật. Cho nên là cái nguồn gốc mà trồng của rau ấy cũng rất là quan trọng đối với cả những người tiêu dùng. Thì theo cái khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia về việc sử dụng rau hay khẩu phần rau trong cái bữa ăn hàng ngày, thì trong ngày chúng ta mà ăn đủ rau ở trong cả 3 bữa của chúng ta thì đấy là điều tuyệt vời. Chúng ta cũng thấy rằng là theo khuyến cáo thì trung bình một người là 300g rau đã trừ thải bỏ tính phần rau ăn được. Tuy nhiên ấy, cái việc mà sử dụng rau nó cũng tùy theo tập quán, vùng miền, các cái mức độ sẵn có của các loại rau theo từng mùa mà chúng ta sẽ làm sao để đảm bảo được vẫn đủ rau và các cái loại rau đa dạng lên. Thế thì để đáp ứng cái việc mà phải các bà nội trợ nhiều khi cũng đau đầu vì lựa chọn các thực phẩm, nhất là các loại rau làm sao cho trẻ bé cũng ăn được, người già cũng ăn được, người đang có bệnh cũng ăn được, rồi người khỏe mạnh cũng ăn được, để cho nó đảm bảo cái tương đồng trong gia đình, trong một cái bữa cơm của chúng ta. Như vậy là tập đoàn Pixi Group đã có những cái vùng trồng rau hữu cơ, không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, cũng như là sử dụng nguyên liệu dùng ở trên những cái vùng đất mà có khí hậu giao hòa phù hợp, như là Y Tý, Hà Giang, Sapa, Mộc Châu, các cái vùng miền như thế, để đảm bảo các cái loại rau mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như giữ được các cái chất lượng, cũng như là cái dây chuyền mà mang rau từ cái nơi sản xuất về đến nơi bảo quản và phân phối rau. Thì ở đây công ty cũng cùng với các chuyên gia dinh dưỡng đã xây dựng những cái khẩu phần rau cho các cái combo rau cho nó phù hợp với từng gia đình, và tùy theo cái tình hình sử dụng của mỗi gia đình đó. Ngoài ra chúng tôi cũng có các cái chuyên gia về nông nghiệp để có thể tư vấn cho các gia đình về các cái loại rau, cũng như là có chuyên viên về dinh dưỡng, chuyên gia dinh dưỡng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các rau như nào để mà đảm bảo giữ được các lượng vitamin và khoáng chất tốt nhất trong rau mà không bị hao mòn, không bị hao hụt đi trong quá trình bảo quản cũng như là sử dụng. Thưa các bạn nhìn thấy bên cạnh tôi là có hai giỏ rau. Đây là hai cái phần rau, combo rau dùng trong 3 ngày với một gia đình gồm có hai người lớn và hai trẻ em. Chúng ta sẽ nhìn thấy combo rau bên phải của tôi. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều các màu sắc. Có rau quả là quả bí đỏ và quả su hào vì nó mọc trên mặt đất. Các cái loại rau lá này từ màu trắng đến màu xanh đậm, và chúng ta nhìn thấy rằng là có cả cái loại cải cầu vồng. Loại cải này là chỉ dùng trồng ở trên các cái vùng mà có khí hậu lạnh. Còn combo này
là có cũng đầy đủ các loại, và chúng ta thấy ở đây cũng có nổi trội lên là cái loại rau cải màu xanh đậm, nó có bao gồm súp lơ xanh này, đây là cải xoăn hay còn gọi là cải kale, nó là một loại rau rất là quý, có nhiều các cái vitamin và khoáng chất đó. Rồi là súp lơ baby, bắp cải, các combo rau của Pixi Group, đặc biệt là trong những cái tuần, những ngày lễ Tết, đặc biệt là kỳ vừa rồi là 20 tháng 11 đã được các bạn nội trợ ưu tiên sử dụng làm quà tặng, mang lại nhiều cái dưỡng chất dinh dưỡng. Đặc biệt rau của Big Agri được canh tác sản xuất theo quy trình sản xuất rau hữu cơ châu Âu, cho nên đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo về cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng cho cơ thể, cũng như là tiện lợi cho các bà nội trợ, và là được đóng gói tiện lợi có thể sử dụng được làm quà. Mùa xuân đã sắp đến rồi, chúng tôi cũng mong muốn các bạn sử dụng các combo rau của Pixi Group cho bản thân và làm quà cho người thân của mình. Chúng ta thấy rằng là rau, các cái combo rau của Big Agri đảm bảo cái cung cấp cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, cho người thân và bạn bè, là một món quà sức khỏe.